Không biết phải chịu đau được hôm nay. Chắc có vẻ chịu đau được. Ý là không chịu được là nặng cực mình. Nặng chỉ những bị trật cái dục á. Lì mụn lâu quá. Lắng nghe hơi đau. Đáng nghe đau mụn đá này mới đau nè. Chị bé chân đâu? Rồi đau giỏi. Trời ơi, cục này nó sao? Xong hơi xong cho chị quạt thông thoáng xíu nghe. Nóng. Bé này mới nhìn là tưởng không có mụn nha. Không có mụn bao nhiêu. Chị chọn xem. Không có một cái động thái gì nào đâu chứ. Nhưng mà ấy nằm yên không.
Alo. Mất mẹ quá. Ba là Nguyễn Hòa, vô lấy giùm em với, em không có ở đây. Ở trong quán. Anh chạy vô anh lấy giùm em với. Chứ ông anh ở trong quán nhà em đang không ai được điện. Dạ 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 có cho. Hả? Nó không đau là mừng cái cha luôn á. Chứ nhiều đau nặng cả đặc là dục mệt. Alo. Alo, có cái xe ngồi trước nên đưa vậy không? Không biết nữa, nó ngồi trước. Xe vụ ông Nam á. Ủa chứ nó điện ai để gửi số điện thoại quá. Nên đã từng coi YouTube rồi là hả? Có ai coi YouTube mụn không? Dạ có. Trời ơi, ghiền lắm chị ạ. Coi cả ngày. Hàng chi?